Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Khám phá căn biệt thự bí ẩn của gia đình Ronaldo tại Ý. Theo giới truyền thông Italia, Cristiano Ronaldo và gia đình đã trở lại Turin nhưng anh chưa thể hội quân cùng Juventus. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phải tự cách ly 14 ngày trong căn biệt thự bí ẩn nằm trên đỉnh một ngọn đồi ở Gran Madedio, trung tâm thành phố. Do chỉ có một con đường độc đạo dẫn lên biệt thự và luôn được canh phòng cẩn mật, ngay cả cánh paparazzi trữ danh nước Ý cũng bó tay trong việc tiếp cận chụp hình. Thế nên, hình hài của căn biệt thự chỉ được lắp ghép thông qua những bức ảnh Ronaldo và bạn gái đăng tải trên mạng xã hội. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, nhấn vào nút thông báo để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé! Thật khó dùng mỹ từ nào để tả hết những gì mà Cristiano Ronaldo làm được trong suốt gần 2 thập kỷ qua với vô vàn kỷ lục mà những con số thống kê có lẽ cũng đã nói lên được. Ronaldo đã gia nhập Juventus từ mùa giải 2018-2019 với phí chuyển nhượng 100 triệu euro. Đây là kỷ lục chuyển nhượng với một cầu thủ trên 30 tuổi. Và cũng trong năm đó, CR7 liên tục đạt được những giải thưởng danh giá trong sự nghiệp như Serie A, siêu cúp Italia, cầu thủ xuất sắc nhất Serie A. Dù giờ đây, tiền đạo mang áo số 7 đã bước sang tuổi 35, giai đoạn mà cả những thiên tài như Ronaldo béo, Rivaldo, Ronaldinho đều đã bước sang những ngày cuối của sự nghiệp. Nhưng với CR7, anh dường như vẫn mạnh mẽ và cường tráng như ở tuổi 18 đôi 10. Có thể nói, Ronaldo là hình mẫu cho mọi cầu thủ bóng đá, thậm chí mọi vận động viên thể thao bởi lối sống lành mạnh, sự bền bỉ cùng khát khao chiến thắng luôn thường trực. Trong sự nghiệp lẫy lừng, thành công có nhiều mà thất bại cũng không ít. Nhưng Ronaldo vẫn luôn làm người ta phải kính nể, ngay cả những đối thủ khó chịu nhất. Tài năng như thế nên thu nhập ngất ngưỡng là điều không có gì ngạc nhiên. Được biết, CR7 sẽ sánh ngang thành tích của tay gôn Tiger Woods, người chạm mốc thu nhập 100 triệu đô la Mỹ vào năm 2009 và tay đấm quyền Anh Floyd Mayweather năm 2017 có mức thu nhập lên đến 9 con số. Hầu hết chuyên gia phân tích tài chính đều tin rằng dịch Covid-19 sẽ không thể ngăn Ronaldo bước vào hàng ngũ các ngôi sao thể thao thu nhập cao nhất trong năm nay. Theo thống kê, trong năm 2019, Ronaldo có mức lương 64 triệu đô la Mỹ tại Juventus và các hoạt động thương mại khác mang về cho anh thêm 44 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Với mức lương khủng như vậy, chàng siêu sao bóng đá này đã tậu ngay một căn biệt thự bí mật đắt đỏ nhất thế giới để cùng sinh sống với gia đình mình ngay khi chuyển đến Juventus. Hơn thế, Ronaldo không chỉ mua một mà là hai căn biệt thự liền một lúc ở Gran Madredio tại trung tâm thành phố Italy. Thật bất ngờ khi cùng sống trong khu phố nhà giàu, Ronaldo là hàng xóm của doanh nhân John Encan, chủ tịch của công ty ô tô Fiat Chrysler Automobiles và là người thừa kế của đế chế nhà Agnelli, chủ nhân của câu lạc bộ Juventus từ năm 1923. Căn biệt thự nằm trên một ngọn đồi với thảm thực vật tươi tốt có giá vài tỷ đô này chỉ có một con đường độc đáo dẫn lên và luôn được canh phòng cẩn mật. Ngay cả cánh paparazzi trứ danh nước Ý cũng bó tay trong việc tiếp cận chụp hình. Với tổng diện tích 1.000m², ngoài phòng khách rộng 200m², còn có một bể bơi trong nhà. Kiến trúc và nội thất bên trong căn nhà được thiết kế sang trọng, hiện đại và tiện nghi. Qua những bức ảnh mà CR7 và bạn gái chia sẻ trên Instagram, có thể thấy phòng khách thông thoáng với nhiều cửa kính trong suốt và nội thất gam màu sáng sủa. Cựu sao Real còn treo ảnh chân dung bố trên tường ở phòng khách. Bố CR7, ông Joe Denis Aveiro, qua đời 15 năm trước vì suy gan sau những năm tháng nghiện rượu. Khi bố mất, Ronaldo mới 20 tuổi và mới thi đấu cho MU được 2 năm nên ông không được chứng kiến những năm tháng thành công rực rỡ sau này của cậu con trai tài năng của mình. Ngoài ra, phòng khách cũng là nơi bạn gái Georgina Rodriguez thường chụp ảnh chia sẻ trên mạng xã hội. Phòng ăn được lắp tường kính tràn ngập ánh sáng, tầm nhìn thoáng đạt. Bàn ăn được bố trí cạnh cửa sổ, nơi Ronaldo và những người thân trong gia đình vừa dùng bữa, vừa có thể phóng ánh mắt ngắm nhìn rừng cây xanh tốt hay sự nhộn nhịp của thành phố Turin phía xa xa. Thậm chí, nếu muốn cảm giác chill hơn nữa, gia đình anh có thể dọn bàn ăn lên nóc nhà để thưởng thức bữa tối lãng mạn và ngắm nhìn nước Ý trong ánh đèn. Siêu cầu thủ Bồ Đào Nha còn cực kỳ quan tâm đến sức khỏe của mình cũng như con cái khi anh lắp đặt đầy đủ các phòng chức năng như tập gym, đồ chơi trẻ em, xông hơi, v.v. với trang thiết bị hiện đại nhất để phục vụ cho nhu cầu của mình và người thân. Phòng gym trong biệt thự là nơi được lắp đặt những thiết bị tập tiên tiến nhất và cũng là nơi Ronaldo và bạn gái miệt mài tập luyện để duy trì thể lực và giữ dáng. Cơ ngơi cũng có bể bơi ngoài trời và có vườn bao quanh.
Villa rộng rãi của CR7 có 6 phòng ngủ, nhiều nhà tắm và có phòng chơi riêng dành cho các nhóc. Căn nhà sang trọng này còn có những góc sống ảo để Rô chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập thời trang của bản thân. Hồi tháng 9 năm 2019, siêu sao Juventus đã từng đăng một bức ảnh khi anh thư thái đọc sách trên sofa trong khi cậu con trai đầu lòng Cristiano Junior đang học bài ở bên cạnh lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez cũng nhiều lần đăng ảnh chụp ở căn phòng vui chơi dành cho ba bé Alana, Martina, Matteo và Eva. Đầu tháng 5 vừa rồi, theo giới truyền thông Italy, Cristiano Ronaldo và gia đình đã trở lại Turin, nhưng anh chưa thể hội quân cùng Juventus. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phải tự cách ly 14 ngày trong căn biệt thự bí ẩn này. Chuỗi ngày dài quanh quẩn ở nhà với một ngôi sao năng động chắc chắn dễ nảy sinh cảm giác nhàm chán. Nhưng với Ronaldo, anh có lẽ không cảm thấy quá tù túng bởi đã có gia đình nhỏ hạnh phúc ở bên. Thư giãn, chơi đùa cùng bầy con nhỏ đáng yêu, tập gym, chạy bộ đã có nàng thơ Georgina sẵn sàng. Và nếu muốn tập luyện để duy trì cảm giác tốt nhất trên sân cỏ, cậu con trai Cristiano Junior trở thành đối tác tuyệt vời. Trong một đoạn video đăng tải lên tài khoản Instagram, Ronaldo chia sẻ khoảnh khắc hai cha con cùng luyện công trên sân vườn kèm dòng trạng thái "Cha nào con nấy hạnh phúc hơn tất thảy". Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn video tập luyện của cha con Ronaldo thu hút chục triệu lượt xem và bình luận từ người hâm mộ. Trong đó, nhiều fan cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho CR7 bởi anh sinh được cậu con trai có tố chất, yêu thích bóng đá từ nhỏ và hoàn toàn có khả năng kế tục sự nghiệp vĩ đại của mình. Thật là một gia đình đáng ngưỡng mộ. Quả thực, cả sự nghiệp và đời sống cá nhân của anh chàng siêu sao người Bồ Đào Nha này đều luôn hoàn hảo và tuyệt vời. Tổ ấm như là nguồn động lực giúp CR7 luôn giữ một tinh thần thoải mái để có những trận cầu đỉnh cao nhất trong sự nghiệp. Để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về Ronaldo thì đừng quên theo dõi những video sau của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!